Ông làm gì vậy? Ủa tính giặt đồ tôi hả? Không. Mà hả, muốn giặt tôi giặt giùm cho. Trời ơi, tôi thấy bà giặt cực khổ rồi, hôm nay tôi giặt đồ cho ông bữa. Thôi bữa nay tốt dữ trời. Tính giờ là mấy chuồng. Cảm ơn nha. Mấy chuồng gà nè, thôi, rồi nãy tôi giặt cho ông bữa, đâu có gì đâu. Cảm ơn nhiều nha, trời bữa nay tự nhiên tốt bụng quá trời luôn à. Ờ mà quên nữa. Nãy giặt đồ bỏ 500 ngàn trong túi quần mà giặt quên lấy, giờ lấy. Cảm ơn ông nha. Này tốt dữ trời.